Rồi, hello anh em nha, chào anh em. Bữa nay sẽ là clip em sẽ giảm giá cho anh em, cập nhật và giảm giá một số xe. Thì những cái xe nào mà nó hơi nằm khoảng chừng tuần hoặc là 10 ngày thì em sẽ có cái chương trình em giảm giá cho anh em mình, để cho anh em mình đang theo dõi xe đó. Thì bữa nay là cái clip mà em sẽ giảm giá nha anh em. Thế nên anh em cứ có mà tìm hiểu cái dòng xe đó trên kênh em, mà nhiều khi cái thời điểm mới anh em mình chưa có đủ tiền hay là giá cả nó chưa có hợp lý, thì anh em bữa nay sẽ là cái dịp, cái cơ hội em sẽ giảm giá cho anh em mình khoảng 5-10 triệu tùy xe nha anh em. Thì con Highlander này mới về nha anh em, Highlander này máy dầu số tự động, cũng bản này cũng hơi hiếm hiếm. Thì anh em muốn mua về tự dọn thì em bán cho anh em mình giá tự dọn nha, có giá còn giá còn tốt lắm, còn thương lượng này nọ đâu, thoải mái vô tư. Còn anh em nào mà muốn em dọn sẵn mua về chạy thôi thì sẽ là cái giá 185 triệu nha anh em. Còn anh em mà muốn về tự dọn thì nó sẽ rẻ hơn vài chục, rẻ hơn 20 là chuyện bình thường nha. Innova nè, Innova thì mới nha, mới thì chưa có chương trình giảm giá, nhưng mà sẽ những có những cái chiếc như Jolie trong đây nè. Ở Jolie này giờ giảm cho anh em mình 5 triệu 115 nha anh em, không còn thời điểm nào mà rẻ như thời điểm này nữa. 115 là có cái Jolie này 204 nha anh em, 204 115 triệu thôi. Ủa Huy đặt cái nút bấm cửa Jolie này chưa? Lâu rồi, chừng nào có? Đấy, bữa nay giảm cho anh em mình. Cũng ra thời điểm mà cách đây 2 tháng thì con này sẽ bán là 130 nha anh em, nhưng mà giờ giảm xuống hết 15 triệu rồi, giờ còn có 115 triệu thôi. Ở cái có cái nút bấm, nút bấm ở chỗ này thì nó bị hư rồi, giờ đặt cái nút bấm gắn vô lại thôi. Còn xe sạch sẽ đẹp đẽ, máy nổi im ru nha, ngon lành, số má vô ngọt ngào hết, 7 chỗ mà có 100 mấy anh em, 115 triệu, Jolie 204 nha anh em. Xe sạch sẽ đẹp đẽ ha, có dàn ghế da này sạch đẹp lắm nha anh em. Rồi 115 triệu, con này giảm 5 triệu nữa nha anh em. Đó, nó kích cầu cho anh em nào mà bữa giờ theo dõi chiếc Jolie này thì bữa nay em giảm cho anh em mình 5 triệu nữa. Bản này bản 2.0 thì nó dòng này nó ăn xăng hơn dòng dây tí, dây thì nó tiết kiệm hơn. Nhưng mà về phụ tùng này nọ rồi thì hai chiếc nó cũng ngang nhau nha anh em, phụ tùng thay thế sửa chữa này nó cũng ngang nhau. Jolie nhiều khi phụ tùng nó rẻ hơn kể cả Toyota dây nữa, nhiều khi anh em không biết anh em nói phụ tùng của Jolie mắc nha. Không phải đâu, phụ tùng Jolie rẻ lắm, tụi em làm xe tụi em biết mà. Xe bản này bản đủ nha, bản đủ là bánh gầm, ủa xong là bản đủ là bánh treo, còn bản đủ bản thiếu mới là bánh gầm nha nè. Đây Highlander này là 207, máy turbo, số tự động nha, số tự động mà máy dầu. Em có nói giá rồi đó, 185 triệu nha anh em. Nếu mà muốn mua về theo kiểu vừa chạy vừa dọn tự design rồi tự thiết kế tự làm theo ý của mình thì lên đây liên hệ em bán cho anh em mình giá tốt nha. Ở qua anh đây đi. Còn mấy xe em đang nằm ở gara thì cũng vài bữa hôm nữa mình sẽ có giá đem về quay cho anh em. Đó. Ủa anh Hà, cái chiếc màu bạc này là 204 hay là 201 ta anh Hà? C180 nha anh em. Giá loanh quanh mấy con này trăm nhú xíu là em bán cho anh em nha. Mẹt mà nó rẻ đến mức độ gọi là rẻ sình luôn anh em à. Mẹt rẻ sình luôn. Trăm nhú xíu là em bán nha. Tại bữa giờ nằm lâu quá không biết còn xử lý gì nữa hay không. Còn xử lý sơ rồi sẽ có giá bán cho anh em mình, nhưng mà sẽ rẻ anh em mà yên tâm đi. Đây. 204. Còn chiếc bên đây là 201 nè. 201 rẻ hơn nữa. Hai chiếc này thì anh em tới coi thực tế đi. Tại bữa giờ em động đây hết bình này, kích bình lên cho anh em coi ha. Biển 93. Còn chiếc này là con van nha anh em. Target van 205 số sàn. Nó phù hợp cho anh em mua để mà chở hàng hóa này nọ đồ thì chiếc này ok nè. Nó là hạ tải rồi, nó là 6 người và 850 kg nha. Mua mấy cái này anh em chở hàng đồ này nọ ok, kẹt quá anh em chở người này nọ là cũng hợp lý, đi được 6 người.
xe sạch đẹp lắm nha anh em. Đây. Đó. Chủ xe này là bạn của em, hồi xưa em bán cho bạn của em cái xe này, xong rồi mấy bữa nó nhậu xỉn, nó chạy xe máy nó té, nó gãy tay rồi. Thì em mua lại, xong rồi em bán tiếp cho anh em mình, thâu lại và bán cho anh em mình, giá nó cũng bèo nữa nha anh em. Bữa nay giảm cái xe này 5 triệu nha, là xe này em bán cho anh em mình 125 triệu. Đó, 125 triệu có xe tải qua nè, hợp lý anh em. Máy nổ kìm ngon lành nha, biển 70D nè, hơi chạy xước này nọ ngoài chút đỉnh, nhưng mà xe chở hàng mà em chạy xước xíu không sao ha. Rồi Kia Carnet anh em ạ. Carnet này 2011 số sàn nha, bản 2.0 nha anh em. Bữa nay bớt cái xe này xuống xíu cho anh em mình nha. Đó, này bớt để bán nhanh cho anh em mình. Xe này em bán cho anh em mình là 180 triệu. Đó, bữa em bán 185 nhưng bớt 5 triệu cho anh em mình ha, cho anh em mình thoải mái xíu nha. Bữa cũng có anh em trả em 175. Đó, bữa nay em bớt xuống 5 triệu rồi anh em nè. Đó, anh em nào thiện chí tới coi là dứt luôn 180 triệu thôi anh em nha. Carnet 2011 nha, đăng kiểm tới còn tháng 10. Xe này chủ má bỏ ngoài anh em. Đó, anh em tới coi tham khảo thử chiếc này nha, phù hợp cho anh em mình mà gia đình nhỏ mà 7 người nha anh em. Để mở cho anh em mình coi cái máy nè. Máy sạch sẽ đẹp đẽ nha. Nó xe không lỗi nha anh em. Đấy. Máy con này nổ im lắm, đi đường dài đường xa đi mấy con này ok lắm anh em. Chạy đầm càng chạy nó càng bốc sướng. Rồi tiếp theo nữa Jolie nè anh em. Jolie này 2004 nha, nhưng mà con này đẹp lắm nha anh em. Con này ghế nỉ zin còn theo xe luôn, chất xe cọp zin rất là nhiều. Con này thì hiện tại em đang đứng tên luôn, do hồ sơ em rút về Tiền Giang, do hôm bữa hết ký ủy quyền được rồi em rút hồ sơ về em ra tên luôn. Chiếc này em bán anh em 130 triệu nha. Xe nó cọp quá anh em à. Nỉ zin máy móc nổ im ngon nha. Đi chơi xa này nọ rồi hôm bữa em cũng hay lấy chiếc này đi chơi nè. Đó, chạy cực kỳ ngon. Trăm 130 triệu nha anh em. Đây là ghế nỉ zin luôn, thấy chưa? Đó, hiếm anh em kiếm được cái xe kiểu như này. Mở ra cái nó vẫn còn cái mùi nó thơm cái mùi nỉ đó nè. Xe nó sạch đẹp. Anh em cứ tới coi nha, em nhắm có lời em bớt em bán cho anh em mình luôn. Quá đẹp anh em à. 130 triệu anh em. Civic anh em, Civic này bớt nay bớt nha. Civic này nay bớt 5 triệu anh em. Civic này 2008 cửa nóc. Bản này bản full nha, bản 2.0. Nay bớt cho anh em mình 5 triệu, còn lại 140 triệu nha anh em. Civic 2008. Xe đẹp rồi. Xe này không thể nào bàn cãi gì nữa hết anh em. Tầm tiền bây giờ phải nói là xe rẻ quá anh em à. Anh em cầm đâu đó khoảng chừng 200 là anh em mua được chiếc xe nó ok rồi. Mà muốn nó ngon ok hơn, chuẩn ngon nữa hơn thì anh em phải 250 là anh em có xe rồi. Ở những Civic này mà thời cách đây hồi giờ Tết á, phải bán là 270-275. Nhưng bây giờ chỉ còn có 240 thôi anh em. Đó, có con Civic quá đẹp. Đó, máy móc đồ nguyên zin hết. Chạy anh em lên đây mình lái mình chạy thử mình coi nó như thế nào ha. Đó, con Civic này chỉ có 240 thôi anh em là có con Civic chạy rồi anh em. Quá đã anh em à. Bản này bản full nha, bản này 2.0 chứ không phải là 1.8 đâu. Cái màu này anh em thích cái màu này thì anh em giữ lại cái màu này, còn anh em không thích thì sơn lại màu khác cũng được nha. Nhưng mà cà vẹt của nó là màu xanh nha anh em. Nó đổi lại cà vẹt luôn rồi. Đấy, chỉ có 240 thôi anh em. Còn anh em tập lái thì mua chiếc này nha anh em, Nissan Bluebird nha, mấy chục thôi anh em. Bữa nay giảm xe này 5 triệu nữa, bán cho anh em mình 50 triệu thôi. Đó, Nissan Bluebird. Xe tập lái nè anh em. Đó. Chỉ có mấy chục triệu thôi anh em, mua con này đi tập lái cho nó xứng đáng nha. Anh em mua mà xe đời mới quá thì lỡ qua quẹt đâm đụng gì anh em thiệt hại rất là lớn. Mua này tập lái cứng rồi anh em có bằng lái, anh em mua xe đời mới hơn nha anh em. Mấy chục thôi, con này cực kỳ ngon với cái máy với cái gầm luôn anh em. Con này đi chạy đi xa này nọ đầu vô tư nha. Em cũng hay lấy con này đi mua xe này nọ đầu cũng nhiều lắm. Đó, con này cần chỉnh chút xíu nữa thôi, thay cái bình nữa thôi là con này là chạy vô tư nha. Đó, anh em nào muốn xe tập lái thì tới đây coi ngó thử con này Nissan Bluebird nha anh em. Còn con xe này hết ủy quyền rồi anh em. Mua bán em bao cho anh em mình rút hồ sơ nha. Rồi tiếp theo nữa đây, xe này thì mới về có mấy ngày thôi, chưa có chương trình giảm giá nha. Nhưng mà cái chất xe này thì
anh em theo dõi. Nếu như mà vài ba hôm nữa chưa có bán được khách thì em sẽ bớt cho anh em mình chút xíu nha. Aeres 2010 nha anh em, 2010 đó, mâm lớn này ha. Bản này bản một cầu số sàn, xe đẹp lắm nha anh em. Chiếc này thì dọn sơ sơ xíu nữa nha anh em, có giá bán cho anh em mình. Máy nổ im lắm, cực kỳ im luôn. Nổi quá, nổ máy nè. Mở capo lên luôn nè. Để em nổ máy cho anh em coi nha. Đấy. Máy dầu nha anh em. Nổ cực kỳ im, nổ giòn nha. Nguyên zin nha, không lỗi, không tai nạn, không đâm đụng gì hết á. Bán cho anh em mình lên quanh nó khoảng 295. 295 nè. Lúc bữa em kêu là 3 xị đó, nhưng mà hôm nay bớt anh em mình 5 triệu 295 nè. Còn thương lượng còn bớt xíu nữa anh em cứ tới coi nha. Rồi, bữa nay bớt con này xuống 5 triệu nha anh em. Còn 115 nè. Genta 2010. Đó. 115 triệu thôi anh em. Genta 2010. Bớt xuống cho anh em mình nhanh gọn lẹ luôn, chứ giờ xe giờ nó giảm quá anh em. Anh em mình tới coi tham khảo thử nha. Xe em để ngoài mưa nè, hơi dơ, rửa cho nó sạch lại một cái nữa ha. Ở Genta nha anh em. Genta em có mấy chiếc có bán nè, còn lại chiếc này thôi. Rồi, ở đây thì chiếc này là chiếc Giston, cái xăng John Giston đời 209 số tự động. Đó. Con này cao cấp nè, nó phân khúc với LVS với lại Fortuner rồi anh em, số tự động anh em. Ghế da xe thì không phải bàn cãi gì, xe sạch lắm anh em. Số má ngọt ngào, vô số ngon lành hết nha anh em. Số tự động 220 triệu nha, chờ ra biển số Sài Gòn thì anh em muốn sang tên này nọ đồ rút hồ sơ, ở lộn quý ký ủy quyền mua bán gì đó anh em, đều hợp lệ hết nha anh em. Đó, có mấy xe em cập nhật cho anh em mình coi, còn lại 3-4 xe thì em đang nằm ở gara đang dọn dẹp chưa có xong. Đó, anh em mà có xe cũ bán gọi cho em số like giúp góc trái màn hình nha anh em, 0766922. Tại vì mấy cái xe này nhiều khi có em có quay qua lại rồi mấy lần ấy, nhiều khi em quay kỹ nha anh em nha, em chỉ quay cập nhật giá cho anh em thôi. Đó, anh em nào có nhu cầu thì cứ tới tìm tới em nha, địa chỉ em để trên góc trái màn hình luôn. Ok anh em, hẹn gặp lại anh em ở video sau.